Các bạn này, trong video này mình sẽ dẫn các bạn tháo cái bộ phận sấy thay máu lụa thay chữ F của phiên bản HP Pro M402 bên là thay thay.
nên cái khớp bên này hơi hơi phiền, xong rồi tôi rút lại đập sạch, đập cái này đập sạch này. Tháo phần xoáy xoáy kia chụp ép kia tháo chụp ép chúng ta sẽ tháo cái này nữa mấy này bài sau này nhập này ta vệ sinh thấy chụp ép này hắn cắn trở lại. Thay chụp ép, còn bây giờ thay nó lụa thì chúng ta sẽ cỡ cái đầu này ra. Đang rút sâm bên này, rút sâm bên này. Nào, là vệ sinh sạch cái mặt của cái thanh nhiệt, đây thanh nhiệt. Để tạo ra nhiệt độ để làm xay chín mực. Đây, vệ sinh sạch. Mình sẽ đi lại. Mỡ hoặc là dầu chịu nhiệt thôi và nó gắn trở lại. Chúng ta gắn cái đầu đen này bên tay trái này nhé. Gắn ngược lại sao gắn ngược lại thì nó cũng chạy được nhưng mà nó sẽ bị kẹt giấy. Do cái đầu đen này nó sẽ phải tì vào cái đầu đen bên này tạo lực để cho nó quanh nó xoay. Dùng mỡ nhiều quá thì mình phải lau vớt sạch lại. Rồi, gắn trở lại. Gắn cho thấy đặt cái đầu đồ này sang này được chưa? Được, được. Vậy là chúng ta gắn, ta thay một đồ xong.
gắn trở lại, kiểm tra lại xem là mình gắn chỗ đoạn này gắn đây là đúng chỗ này, cái nó sang một bên này, nó mà giữ này là đúng ở đây thì mình gắn chỗ gắn của là hộp cái cá này đi. Cái này đây. Rồi. Chắc chắn rồi. Nó chỉnh lại cái bộ lội cho nó là 1 cân rưỡi. 2 mét nó đều nhau. 2 mét này. Khoảng trống cái này nó cái khoảng trống bên này nó phải đều nhau tí. Nó sát quá. Thay nó mỡ ra là nó sẽ luôn nắn kéo vào sau thì luôn kéo từ đầu tỉnh sang đầu đầu động thì nó tỉnh rồi ngày đấy nhấp hay nhấp xuống được còn ngày nó đứng thì kéo từ đầu xuống cũng từ bên này qua
luôn cái bánh này còn cái này quá. Chiều quá lắm xoay thử xoay bằng được chân bằng được xoay mà chân bằng được chân ok được cái này này.
để mà cô vào sửa xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.